thật bây giờ em vẫn theo. Ôi, hâm mộ thật đấy, thầy luôn, thần tượng của tôi. Hả? Bao nhiêu năm rồi? Ôi trời, mấy chục năm nay từ ngày ông xin lỗi tình yêu là cái đĩa của ông là tôi theo hoài từ tôi cảm ơn tôi muốn rớt nước mắt này. Thề luôn, không có lúc nào tôi không muốn quay ông mà thật hôm nay tôi mới lại cái hôm mà hát ngày 27 tháng 7 ông hát ở đây này. Tôi rồi cũng phải bằng được tôi đi cuối cùng tôi theo cái bài hát của ông tôi đi đi về này. Ôi, thần tượng của tôi. Ngày xem ở đâu? Rồi ngày trước là ở 1, 2, 6 giờ trên tôi ở Sài Gòn, tôi mới ra đây có mấy tháng à, tôi 10 năm ở Sài Gòn rồi. Không có lúc nào là cháu nào là không có cái thần tượng của ông, của tôi đi rồi đi suốt cái phòng trà cũng tên 1 triệu 2 một vé, cái đoạn tay sâu cắm tôi cũng đi luôn. Cảm ơn nhé. Ôi trời ơi, thật là con đẹp trai quá. Rồi em xấu quá mà chồng rồi. Sao? Rồi thần tượng của tôi rồi mấy chục năm dài rớt nước mắt à. Cảm ơn nghe. Ôi thật đấy, không ấy. Rồi em không cái đĩa này em cũng không bỏ cả từ ngày cái đĩa ngày coi như xin lỗi tình yêu giờ. Em theo hoài từ năm đến giờ đến tận bây giờ. Đến 27 tháng 7 vừa rồi hát là em cũng phải lửa đêm cũng đi qua đây. Rồi thần tượng của em ấy thật. Ôi đẹp trai. Đẹp trai mà trẻ rồi thật đấy, không kể cả Hoài Ninh tôi mê quá, tôi phải quay cái đĩa nào có hài của ông tôi quay à. Tối hôm nay tôi mặc đồ này xấu quá. Quan trọng là tấm lòng. Vui thật đấy. Em là vui rồi, thích làm cái được rồi. Thật đấy, Đàm Vĩnh Hưng tối mà phải xin cả chữ ký, bao nhiêu chữ ký ở cái quyển sổ nhật ký em mang vào đây tận đây luôn. Vâng, ôi mê ông này kinh khủng. Đây mà có cái máy đi thì tuyệt rồi. Chụp hình với chị đấy nha. Không chụp chứ. Chụp cái đấy chụp à. Máy đâu, có mang thêm điện thoại không? Không mang theo. Có số điện thoại anh chụp gửi cho. Ừ nào cho ông cho tôi cái số điện thoại của ông này. Đây. Anh gửi cho. Vâng. Rồi ta em xấu quá. Không sao. Lần nó con dâu con rể nó cười chết cho em cái. Không sao. Ngồi lưng ngồi lái xe đi, tôi ngồi đây bà. Oh yeah. Cái cầm mà thích mà thích tôi là được rồi. Đây. Em mê tư ngành rồi cái đĩa xin lỗi bài tình yêu rồi. Đến là theo tận bây giờ đấy. Nghe mình Giang con đảo nghe. Tôi em xấu quá rồi, hôm nay tôi lên đây này con đâu lấy gì con này. Tôi Zalo số 03 chụp cho em Hưng 0398 đây em Hưng một bôi cho số máy của Đàm Vĩnh Hưng đi. Rồi có chụp cho em rồi. Không có được. Cảm ơn. Qua đây chị, qua đây. Cảm ơn nha, trời ơi. Bây giờ lấy cho em gửi mấy tấm hình qua em hôm nay em được chùm mấy Đàm Vĩnh Hưng nhé. Sầu riêng này để cho thấy con dâu con rể em đây nó cười tôi gần chết. Sủa mê quá gặp với ông này đúng là thần tượng luôn đấy. Thấy trong nào vậy chứ chưa thấy ở ngoài. Đi theo ông ấy rồi. Năm nay tôi theo từ ngày cái đĩa xin lỗi tình yêu giờ là. Nhưng mà thích một mình ông thôi à? Xin lỗi xin lỗi. Không chen vô không được. Ok. Không thích ai khác nha. Không thích ai hết cả thần tượng của tôi rồi. Ôi con tôi lại lai mai chết để gửi đĩa Đàm Vĩnh Hưng cho bà. Em 50 tuổi rồi, em sinh năm 73 mà rồi em cứ theo ông này từ ngày xin lỗi tình yêu rồi. Một mình ông thôi nhá.
tôi cứ ngồi mỗi một lần vài nước mắt là nó cũng tôi từng gọt là tôi khóc không ấy à. Mà gớt lên gớt xuống ấy kìa. Tôi thấy cái bà là cho tôi số điện thoại. Nè, số bà thì mấy? Ở của tôi là 03 03 098 98 567 195 0398 567 567 567 195. Tôi phải đọc là 5, nếu mới được đọc 5 mà. Ừ đó. Em là Bích Bích Phượng. Nghe rõ ràng chậm lại vào đấy. Vâng, đúng rồi, khép thần tượng của tôi. Ôi, 3 cái 5. Tôi thích đi thì thách thức giành hài cả lúc nào của ông là tôi mê lắm. Nhanh cơ mình. Ôi, tôi mê kinh khủng luôn. Bà tôi ghi cái tên bà, ở số bà tôi đưa cho. À, thế này. Ok. Ok. Bao lô phải không? Ok. Rồi bà nha, cảm ơn Phượng nha. Ôi trời ơi, nhỏ hơn Hưng rồi đúng không? Cho nên là vâng, em 73. Ôi em thôi. Bác đẹp trai quá mà rồi. Hôm nay em lại mặc cái bộ này xấu quá không em đi khách sạn với bác. Em thấy hai hả Hưng? 371 đây. Ôi lòng. Ừ, em theo dõi từng tuổi một đó. Tuổi gì vừa nói tuổi gì? Anh 71 đúng không? Đấy đúng rồi. Chị tới 63 luôn hả? Ôi trời ơi, hôm nào xem mà phòng trà không tên đợi ông hết rồi ra để cứ đứng canh cửa này xin chữ ký. Và 1 triệu 2 một vé tôi cũng đi đấy. Hai bữa. Hai bữa hả? Thế tối nay có ăn ở đây không? Không, không ăn đây. Đi lễ rồi. Chị này đẹp trai quá. Muốn đàn ông ăn đi tầm là tao ghét luôn. Bán không già lắm. Bán đi tầm ghét luôn. Thần tượng của em này hồi em mê lắm, em xúc động ông như từ khi cây đĩa giờ tài xin lỗi tình yêu từ trước rồi. Nghe giọng đêm đến đêm thì mở nhỏ mà ngày thì cũng mở to, cứ chỉ có một cái đĩa của ông thôi, không có cái nào sai cả. Mộ quá em. Ừ, quá em dễ thương. Mộ lắm quá dễ thương, fan của tôi, big big fan. Big Phượng, Big Phượng, ôi trời ơi, mập. Còn Big Phượng. Ok, yeah. Tao đi gửi hình cho Phượng nha. Ừ, nhớ phải có đăng hình ảnh của ông ấy. Ôi, tôi bỏ cái này lên Facebook cho bà nổi tiếng luôn. Thôi, đừng, mà tôi nó biết. Đấy, được rồi. Thôi, không được đâu. Ông làm đi, không em tôi xin đâu. Mỗi lần mà chị bắt chừng hình lên phải không, cái chị bấm chị mò sao cái mà trúng ngay cái chỗ mà em đi vô trong thăm văn đó, cái bắt đầu cái em ca bài mà Sương ơi năm nay cái gì đó con chưa về gì đó là nước mắt chị nó đã tuôn hen rồi, còn mà cái bài nào mà nhảy là chị ngoài chị cũng nhảy luôn. Chị nhảy luôn. Nói thiệt em đừng có cười chị nghe. Không có cười dễ thương, rất dễ thương. Chị nhảy luôn. Rất đáng yêu, dễ thương chị ơi. Đây là chị Phụng nha mọi người. Cô tên gì cô? Tên Mười. Cô Mười. Đây là cô Nguyệt. Đây là một ân nhân đặc biệt của dân đó. Trời ơi chị ơi, cái này mà chiều mà con em nó thấy chắc nó cười em chắc chết. Hồi nãy em không nói gì nè, nói chị ơi em đi chút xíu trở lại là chị đi chợ chị mua. Nói thiệt chị không có tiền chị cũng lên chợ chị mua thiếu nha, con cá lóc ở đầu về chị nấu con chua. Nấu con chua chị đãi cho em. Tội nghiệp yêu thương quá à, nói chuyện nghe miền Tây chất phát thật thà. Rất dễ thương. Ta nói là không có biết là cái gì, người ta hay nói gì ca sĩ tôi hâm mộ rồi tôi mến gì đó. Không biết cái này là nói thẳng thắn là chị thương em, rồi chị tôn trọng em, chị quý thấy em thôi chứ chị. Quá hạnh phúc như đó đủ lắm rồi, rất tuyệt vời. Cảm ơn chị nha. Có duyên, vài bữa đó xây nhà xong em sẽ về. Xây xong em xuống đây nữa. Chừng nào mà dám gần đây không? Dễ liên lạc không? Không, mà chừng nào về cái nói gì nè. Có số điện thoại không? Chị xin đi. Chị quên số điện thoại chị à. Con chị cũng được hả? Thôi bây giờ em cho số điện thoại của em cho chị. Bây giờ nói nha, mình thương với nhau phải không? Rồi chị số điện thoại cho em đi. Em đâu có sợ đâu không cho. Ê bé nhận số cho chị. Ê mà nói nghe nè, chị hay xàm lắm nghe. Có khi chị buồn là chị điện chị hỏi thăm em nghe. Em đừng có tự ái nghe. Bấm chưa? Đọc lên nha, là chúng sanh biết hết trơn. Không nghe. Tại vì chị vui nghe em chứ hồi đó. Dạ, có vấn đề là chị ơi vui mà. Chứ hồi đó giờ nói ca sĩ là chị không dám lại gần. Mà sao hôm nay chị mến em chứ chị mến chị. Nói nghe nè, bây giờ cái giọng ca của chị hay lắm. Hay đúng mực hay luôn. Vậy hả? Chị ca hay dữ lắm. Câu liền, cái sông quê đi. Có một dòng sông trải tràn trong trí nhớ, làng em bên lỡ, làng anh ở bên bồi. Mỗi ngày đông xuân. Ở sông bên này em đi học đúng không? Ừ, đúng rồi. Dưới bóng con đò em trống nhánh mũ. Mộ con bướm vàng quanh quẩn. Trời ơi. Đúng rồi. Lội dìm sông gì đó, tiếp đi. Nói gì chứ chị đâu có biết hát đâu. Tại sông quê trường làng, con đò trống cánh lỡ.
dân quê nhảy đây rồi, đúng không? Nhảy được rồi đúng không? Ờ đúng rồi. Cái kiểu như mà em nhảy thì chị bắt chước chị nhảy theo. Còn con chân chuột. Sao mày xin son gì? Ủa mày nói vậy đó. Thôi đi về. Em chào cô Mười nghe. Chào chị Phụng. Thầy Đạt xong nhà này em xuống. Thông báo mọi người nhớ nha. Ờ. Tiệc rượu đêm nay chưa tàn cô. Sao sơn ca đành dội bỏ đi sao? Hãy ở lại đây chia nhau dài mọi chuyện, rồi sáng mai mọi kẻ một con đường. Trời ơi, cảm ơn nha. Rồi chị cảm ơn em. Ba chị, ba cô Mười. Em có thấy xa xa kia là một chiếc cầu đấy không? Rất nhiều bà con khán giả fan ở bên kia sông đó hay tin chạy qua đây rồi cho bẻ cái xoài cho người đi dừng lại nói chuyện bày tỏ yêu thương, rất là như nói thiệt luôn á. Ở trong người tôi là có máu của miền Tây thiệt nha, đúng cách sống của tôi đó, đúng cách sống luôn lắm luôn á, có nhiều cho hết chơi xà lát mà hay sao không được hết trơn á. Chị Phụng ơi, làm sao xuống đâu ăn canh cà chua nha, nói cô Mười nha. Em chua cá lóc thì chị nói thôi. Em sẽ đem đồ Sài Gòn xuống. À, chị nấu cơm canh ra đi. Chị có tiền mà ghê mà. Có cô Mười ok. Đến chiều ok nè. Đây nè chị làm bộ. Đây nè chị làm bộ bắt tay đúng không? Là coi như là hai em mình thăng chứ lớn không? Chiếc xe đạp chị đậu đó. Em nếu mà chiếc xe của em mà hướng lên quẹt chiếc xe chị thì ok 10 triệu. Ghê vậy hả? Em chịu không? Xe này xe 10 triệu trời. Xe điện này mấy triệu bạc à bà ơi. Cái xe màu ga này tôi quẹt nó. Không chân khác không? Xe vậy nè. Cái quẹt đi đấy 10 triệu. Tôi có nhiều nhất luôn có 4 triệu má. Anh cho tôi quẹt 10 triệu. Không có người khác 4. Nếu mà không, đi ngày 95.000 nếu mà người khác đụng banh chị bỏ luôn. Trời ơi, em quất cho cái là 10 triệu. Trời ơi, chú tôi thương dữ chưa? Thương dữ rồi, thương tình nghĩa là mới lấy 10 triệu chứ không là. Không là hôm nay chị nào luôn. Vậy là thương dữ lắm rồi đó hả? Dữ luôn, con đúng một thương luôn. Rồi, nói chứ, đã chứ hẹn lần sau xuống đi nha. Rồi, em một tháng nữa là gặp nhau, xây nhà xong xuống đi đánh chiều. Ba chúc kêu bả nghe. Rồi, đánh chua cá kho nha mẹ.